lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn như thế này. Tôi say nửa tiền nuôi cô đấy. Đối với tôi, công việc là trên hết. Nhàn rỗi sẽ giết chết cuộc sống hiện tại. Vâng, em chào chị ạ. Anh đã bận lắm, đã bảo rồi, không phải đợi anh. Thế nhá. Tình hình không được khả quan cho lắm, bị xơ gan. Tôi nhá, tôi đâu là quyền của tôi. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Điện thoại anh ở đâu mà anh gọi không được? Thế tôi phải nghe à? Tôi phải nghe tôi gọi à? Thằng này là đàn ông, thích đi đâu thì tùy nhá. Em đang xem gì thế? Em đang xem quảng cáo Uganmil ấy. Cái dòng sữa này em thấy rất là tốt cho sức khỏe của anh bây giờ đấy. Thế à? Mình đặt hàng nhá. Đây này, em thấy nó có rất là nhiều lợi ích luôn này. Hỗ trợ tiêu hóa này. Và đặc biệt là cho mình một cái lá gan vững chắc nữa đấy. Mình đặt luôn 5 lọ nhá. Được rồi đấy ạ. Ồ thật à? Vợ anh có khác. Vợ anh tuyệt vời nhất. Vợ ơi, anh vừa phòng khám về. Mình sao rồi ạ?
Bác sĩ nói là anh sắp khỏi rồi. Vì tính chất công việc nên tôi ăn uống cũng không được điều độ, lại bia rượu triền miên nên dẫn tới bị xơ gan. Các cơn đau và biến chứng của bệnh làm tôi khổ sở. Cũng may là nhờ cô vợ và cả Uvanmi bên cạnh. Thấy chồng mệt mỏi đau đớn, tôi lo lắng lắm. Cũng may là được bạn bè giới thiệu mua Uganmil cho anh ấy sử dụng. Mà đây là dòng sữa chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan, mà nguyên liệu thì được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ, nên là tôi rất yên tâm. Sữa dễ uống lắm, tôi uống hàng ngày. Nó có vị thơm và không bị quá béo hay là quá ngọt. Hàng ngày thì tôi đều ở bên cạnh động viên anh ấy uống đều đặn 2 ly mỗi ngày. Sau 2 tuần uống thì tôi cảm thấy khỏe hơn và tôi có kết hợp cả dùng thuốc và ăn uống hợp lý thì thấy các cơn đau nó dần biến mất và da rẻ thì hồng hào hơn, ăn uống thì ngon miệng hơn hẳn. Sau 2 tháng anh ấy sử dụng, anh ấy đi khám lại thì bác sĩ rất là ngạc nhiên, các chỉ số đều trở về bình thường, vợ chồng tôi vui lắm. Qua lần này thì tôi cũng rút kinh nghiệm, đó là phải ăn uống hợp lý này, rồi tập thể dục thể thao thường xuyên và tránh xa các chất kích thích như là bia rượu hay thuốc lá. Và đặc biệt là bổ sung Uganmil vào thực đơn hàng ngày. Cảm ơn Uganmil đã giúp cho chồng tôi chiến thắng được bệnh xơ gan. Những ai mà đang có bệnh lý về gan thì hãy sử dụng Uganmil ngay nhé. Đúng là thuận vợ thuận chồng thì ta biển đông cũng cạn. Cảm ơn em. Uganmil giữ cần thiết cho lá gan khỏe.